Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Và trong quá trình kiểm tra xảy ra tình trạng nhiều trường hợp không hợp tác với lực lượng chức năng, né tránh việc kiểm tra, né tránh xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn. Chống đối, bất hợp tác với lực lượng chức năng từ người tham gia giao thông đã khiến cho quá trình kiểm tra xử lý mất thời gian. Nhưng cuối cùng thì mọi trường hợp vi phạm vẫn bị xử phạt. Như vậy, người vi phạm còn chuốc thêm rắc rối, thậm chí là nguy hiểm cho bản thân. Hãy chia sẻ những tình huống sau đây để chúng ta chủ động tránh đi phiền toái, rắc rối và nguy hiểm khi rơi vào tình huống tương tự, thưa quý vị. Hoạt động kiểm tra nồng độ cồn thường được tiến hành trên những cung đường có phân cách cứng. Vậy nên, việc chuyển hướng ngay lập tức khó thực hiện được. Vì vậy, rất nhiều người tham gia giao thông khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn phía trước đã bất chấp mà quay đầu xe chạy ngược chiều. Đây là một tình huống hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện. Đây là một trường hợp điển hình. Người vi phạm ra khỏi quán ăn, thấy lực lượng chức năng phía trước nên đã quay đầu xe chạy ngược chiều. Tuy nhiên, do quá say nên đã ngã xuống đường. Đứng lên được thì nghĩ cách tránh né bằng việc dắt bộ xe. Chứng kiến toàn bộ quá trình, những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dẫn thanh niên này về chốt kiểm tra. Quay xe đó coi đây. Dạ, anh vui lòng cho công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn. Dạ. Nhưng mà em nhớ nhau đó. Rồi, anh ngậm vào, thổi hơi dài. Dạ. Đứng nguyên, nồng nặng một cồn. Dạ. Nhưng mà em không dám chạy hả? Dạ. Rồi. Mình là đông con trai, mình bản đích lên. Một lần rút kinh nghiệm. Nhưng mà hồi nãy em dẫn cho thôi, em nổ máy thôi. Ở cách chốt kiểm tra nồng độ cồn khoảng 100m có rất nhiều tình huống người vi phạm quay đầu xe, chạy ngược chiều, nhưng hầu như không thể thoát lưới kiểm tra của lực lượng chức năng. Cũng có nhiều trường hợp cố tình dùng dằng trì hoãn việc kiểm tra nồng độ cồn. Tình huống thường gặp nhất là người vi phạm chỉ ngậm ống thổi nhưng không thổi vào máy đo vì cho rằng nếu máy không lên nồng độ cồn thì mình không bị xử phạt. Thật sai lầm vì máy kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng có tính năng thông báo bằng âm thanh khi người vi phạm thổi hơi vào máy. Không thổi thì máy không phát âm thanh báo hiệu. Do vậy, lực lượng chức năng luôn biết rõ người tham gia giao thông có chấp hành yêu cầu kiểm tra hơi thở hay không. Đối với những trường hợp không chịu thổi, tức không hợp tác, đã bước đầu cho thấy có tật giật mình, mất thêm thời gian cho bản thân lẫn cho lực lượng chức năng, và cuối cùng thì vẫn phải hợp tác. Trong trường hợp không hợp tác thì không cần kiểm tra nữa, người được yêu cầu kiểm tra bị lập biên bản lỗi ở khung cao nhất. Em nói với anh là em uống không được lắm bia. Rồi, em thổi rồi, anh thổi rồi này, chứ là không đâu. Bây giờ người ta yêu cầu mình thì chấp hành đi, mình cứ thổi vào đây. Biết đâu em thổi rồi. Biết đâu mình chưa qua cái mức độ như thế, đừng có nói như thế. Bây giờ người ta yêu cầu anh là chấp hành đi. Em chấp hành rồi. Anh chấp hành rồi, anh phải thổi theo yêu cầu chứ. Chấp hành rồi chứ mà chưa đâu. Người ta đang yêu cầu anh bắt anh thổi đây này, anh thổi đây. Phải đủ nồng độ máy mới đo được chứ, anh không thổi vô đủ hơi sao đo được. Khi nào kêu tách cái là được. Anh cứ thổi lúc nào người ta yêu cầu thôi thì anh thôi không thổi. Thế em thổi rồi mà. Mình đã thổi rồi, anh đừng có nói thổi rồi. Đạt yêu cầu rồi. Nói rồi thì đạt được. Mỗi lần anh ấy. Chưa. Em thổi rồi mà. Trường hợp không ký biên bản thường xảy ra sau khi người vi phạm nghe thông báo về mức phạt và chế tài dành cho mình. Nhiều người vi phạm không am hiểu luật, cho rằng bút sa cà chết nên từ chối ký các biên bản liên quan. Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người làm chứng ký để hoàn tất vụ việc. Tuy nhiên, người vi phạm sẽ gặp phiền phức hơn trong quá trình đóng phạt để lấy xe ra sau đó do không có giấy tờ gì làm cơ sở giải quyết. Và để xác minh, người vi phạm sẽ phải thực hiện thêm một công đoạn giải trình và xác nhận của phường nơi mình sinh sống. Có độ cồn là em không có đúng thì giờ em con rước gì ạ? Em xuống thổi em có xuống nhà đàng hoàng. Ừ. Thì giờ em không ký. Anh giải thích cho em là quyền lợi và nghĩa vụ em phải ký này nhá. Em ký là sang tuần đúng 7 ngày sau em mang biên bản và cái quyết định tạm giữ xe của em. Em mới lên em đóng phạt được. Thì đây xe em giữ đây hả? Đúng rồi. Cứ xe về kho công an thành phố nhé em. Ký. Dạ không ký. Còn em, để anh giải thích xong đó. Ý là anh giữ xe, em không ký. Là không ký á,
thì sẽ phải lên làm bản tường trình nhá. Mình có lỗi giờ mình có đồng còn rồi. Sao bây giờ ký đi rồi về đó, đóng taxi về. Ký cũng đi về với taxi, không ký cũng đi về taxi. Các mức phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã tăng cao từ khi Nghị định số 100 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020. Mục đích của việc tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này là để tăng tính răn đe đối với người vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông đối với vấn đề rượu bia, hạn chế tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Cho đến thời điểm hiện tại, không có điều luật nào cấm người dân sử dụng bia rượu. Tuy nhiên, điều khiển phương tiện khi đã có sử dụng bia rượu thì lại là hành vi bị nghiêm cấm. Để tránh những tình huống nguy hiểm cũng như tránh được việc xử phạt, người tham gia giao thông có sử dụng bia rượu trước đó nên chọn hình thức di chuyển phù hợp thay vì tự mình điều khiển xe để tham gia giao thông.